không? Nó chờ cái ông nội này thiệt tình nè. Lý Thế Sơn mời đi tắm tiệc, đứa bời đã quay qua lại lại mặt tiêu ổng à. Thiệt đúng là ông hay lúa mà. Lúa ông nội mày chứ lúa làm gì lúa mày. Tao tới rồi nè mày á. Đó, vậy nó mới xung ba khía lên heo. Cảm ơn quý vị bà con mày heo. Làm gì đi chậm vậy? Việc bắt mày heo à. Đi đâu mày phải chờ tao đi giết chết. Có đâu bỏ người hơi, tao không biết đường, mới hỏi thăm đường nào vô đây. Rồi sao? Đang đi tới đằng kia thấy họ bố coi đông nghẹt hết vậy à. Ủa chuyện gì vậy chú? Chen vô trọng coi mới biết vụ gì. Nhưng mà cái vụ gì? Mới vừa chen vô thấy lớn đang đè giọng nhỏ mày. Trời trời, thằng lớn giọng thằng nhỏ. Trời ơi, nó chấn nhỏ xuống sình, nó giọng là nền vậy con ơi. Lúc đó chú sao? Thấy vậy chịu đâu nổi. Ừ. Tao nắm áo lớn ra ngoài, tao giọng cho nó mấy giờ. Phải rồi. Rồi ông nhỏ đó, ông mới vượt ra được. Ừ. Rồi cái ông lập đập, ông cứng vậy, cái ông giọng tao à. Ủa chú giúp nó mà nó giọng chú lại sao? Bởi vậy mới nói, đánh mở còn nói câu nghe cái tự ái chứ. Nó nói cái gì vậy chú? Nó chỉ vô mặt tao. À. Nó nói, à, ấy ông, sao ông đánh ba tôi không? À. Bà mẹ làm ơn mắt quán thiệt chứ. Con biết rồi chú ơi. Dữ vậy á? Tại vì người ta dạy con cái của người ta ngoài đường. À. Chú không biết chú nhờ vô chú Binh nó giọng chú là phải rồi. Có biết con mẹ gì đâu. Đó. Đi nghe thấy dễ nhờ chú Binh. Bởi vậy. Có biết nhỏ đi chơi rồi ông nổ tôi lâu gì đã đó. Làm phải không? Giờ bỏ vụ đó qua bên nha. Dạ. Giờ tao hỏi thăm vụ mày một chút được không? Vụ con sao chú? Nghe nói lúc này ăn nhậu sao để vợ ngược chạy có cờ vậy mày? Ăn nhậu kiểu gì để tao đồn tới chợ lớn mày vậy mày? Trời trời, cái chuyện ăn nhậu là cái chuyện gia đình con. À. Thằng nào con nào mà nói vậy xấu lắm. Chú chỉ đi rồi bộp tay vô mặt nó liền. Ừ, này nó hổng mà nó ác nhất sớm mình rồi. Hổng ác cái đạo gì chú chỉ đi. Thằng nào? Ba mày. Ờ, à. Ê, chặt tao nổi. Mày bữa nó dùng tao đấy. Trời ơi, ông chỉ đụng tới ông đó giọt bẻ tôi đó. Tưởng đâu mày nã nó cái sẵn đây tao quỳ xuống tao lại mày luôn. Nhưng mà cái chuyện ăn nhậu của con chú chỉ nghe đập tập 1 thôi. À, còn tập 2 mới ghê. Ăn nhậu mà làm như phim Hồng Kông có tập 1, tập 2. Có chứ. Rồi tập 2 ra sao đâu nói thử nghe coi. Mỗi lần nhậu bước thì tới nhà đá cửa cái rắm. Chà, thằng này có bản lĩnh nha. Cháu ruột của chú mà. Vợ con mở cửa thấy con mặt mày xanh lè, tay chân bụng rụng quỳ xuống liền. Dữ dội vậy hả? Dạ. Ủa nó quỳ chứ vậy? Nó quỳ xuống nó nói chuyện nha, dễ thương lắm. Nó nói cái gì? Ê, chui ra biểu coi mày. Ủa nó kêu ai hả? Kêu con chứ ai. Trời đất ơi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, người lúc đó mày ở đâu? Ở dưới sàn á. Ông nội ơi, vậy mà đứng đây nó nổ với tôi hơi á. Rồi nó kêu mày ra, nó có chửi mày không? Nó mà chửi con chọc vô mặt nó. Vậy chứ nó chửi ai? Nó chửi má không à. Trời ơi. Bởi má con khen con thằng con có hiếu, tối ngày chọc vợ chửi má hoài. Thôi thôi thôi, hết thuốc trị mày à. Sao trị được? Tao nói cho mày nghe không? Làm đàn ông thanh niên trai tráng là phải mạnh dạn lên chứ. Hả? Mạnh dạn? Đâu có thể yếu đuối gì được mày. Mạnh dạn lên. Mày về mày nói lại với vợ mày đó em. À, mày chỉ vô mặt đó tao. Chỉ vô mặt. Tôi nói bà nghe nghe. Bà làm vợ chứ không phải làm chị hai. Ừ, mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên chứ. Tôi nói bà nghe nghe. Ờ. Bà làm vợ chứ không phải làm chị hai. Đó. Được thì ở, không được đi. Được thì ở, không được đi. Ờ, anh nói đi đâu mình theo đó. Nói đâu mình theo đó. Chơi vậy tao. Chơi vậy tao. Ừ. Ừ. Ông ngoại. Cái gì chấm quốc vậy ba? Ừ, nó bỏ đói sao con? Nó bỏ đói hả chú? Cho mày hay lúc này Đài Loan qua Việt Nam mình hợp tác làm ăn nhiều lắm nghe. Ừ nghe. Mày bỏ cái nó hốt liền. Nó hốt liền hả chú? Cỡ thím hai mày mà còn rước đi rồi đó. Trời trời già cỡ thím hai mà cũng rước đi nữa. Đi hết cỡ nào cũng đi hết con ơi. Đi đâu? Âm phủ. Ờ ê trời. Trời ơi đi âm phủ mà cũng nổ nữa. Cỡ bả đi đâu nữa, 5-70 rồi qua bển ngồi ở chầu cho nó ăn hay chi vậy? Ai biết chú nói đó. Vợ mày đâu kêu ra tao hỏi thăm nó chuyện coi. Ờ hôm qua rủ bạn bè về nhậu có xị rượu à. Nó cằn nhằn xách đồ nó bỏ đi rồi. Vợ chồng gì nói chứ sao bỏ nhà đi. Thì bởi vậy. Ờ vậy giải quyết cái một cho đi luôn đó mẹ. Dạ. Ừ không được chú. Sao hả? Trời ơi chú giải quyết nó đi luôn, con ở với ai? Theo tao về Cà Mau tao mừng mai cho nước khác liền. Thiệt kẹo chú. Người lớn nghe mày. Bữa nay nó thấy chú thương con nha. Ờ. Chú con nhỏ này đẹp không? Đẹp, mừng mai phải đẹp. Dạ. Nhỏ này ngon lành nha. Sao chú? Tánh tình dễ thương. Dạ. Chỉ có tên họ hơi xấu chút thôi, đừng chê được rồi. Tên họ không cần thiết chú ơi. Ờ. Thì tánh tình hiền lành là được rồi. Ờ. Con nhỏ đấy tên gì? Tên Bá. Trời ơi tên con Bá đẹp muốn chết cho chú đó. Sao rồi họ? Họ Hà. Đó Hà Bá. Nó đó. Nó đó. Trời ơi chú nghĩ sao chú làm mai Hà Bá cho con kìa chú. Mày giờ lấy cỡ đó trở lên đó chứ còn người phàm á, ông nội ai sống nổi với mày. Thôi vừa phải chú thôi nghe. Mày giờ lấy cỡ Hà Bá ngủ dĩ năm căn cái nước đầm dơ nguyên tỉnh Cà Mau luôn hả? Trời ơi. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn.
Trời, chút tao đang nhận hàng thấy không mày? Rồi, thấy rồi. Thôi nói chơi chút cho nó vui vậy thôi. Sao? Chú mày mừng mai thấy ngon lành nha. Sao chú? Bữa tao đi ngang cái phà dầm cống đó không? À. Tao thấy công nhận tướng nhỏ này cao như người mẫu. Trời ơi, đẹp dữ vậy chú. Tóc dài, chấm sỏ ngang vai. Trời ơi, chú ơi, con rất thích người con gái tóc dài. Sống mũi dọc dừa. Hoa hậu rồi chú ơi. Cặp mắt bầu cao. Tiên nữ gia trần rồi. Đặc biệt nhỏ này cười còn lú cái răng khểnh nữa mày. Chú ơi, con rất thích cười con gái cười có cái răng khểnh. Ờ, ngoài cái răng khểnh ra không còn cái nào nữa hết á. Cái một là còn nhiêu trống lóc hết rồi. Cảm ơn. Tao nhìn bả tao chịu không rồi. Nói nghe bỏ đừng la lớn, người xã kế bên tao nghe được tao phân bì. Ai mà phân bì? Nói mày nghe cái hàng tiền đạo nó còn con đứa không? Vậy mà nó cũng đá nữa con ơi. Trời ơi, đá luôn. Đá ầm ầm, đá sáng đêm, đá luôn vô tới vòng chung kết mày. Wow. Thật vậy mà bữa hổm còn bài đặt chơi xấu tao nữa chứ. Chơi xấu tao rồi sao chú? Rồi, cảm ơn anh. Bị trọng tài thổ quét đuổi ra sân. Còn sân không còn mắt mắt chơi luôn. Trời ơi, ủa lý do sao bận sân mắt mắt là sao? Thôi nó trèo cây mày ơi. Trời trời, con gái mày đặt trèo cây. Chơi vậy mới ghê. Ủa nó trèo cây làm gì? Nó bẻ ổi rồi chơi à. Trời ơi, bẻ ổi ăn đâu có ảnh hưởng gì tới răng đâu. Trời đất ơi, bị người ta ngược mày. Lý do? Nó ăn cắp ổi mà. Rồi rồi rồi, bị hiểu rồi. Ăn cắp ổi của bà tám chuột. Bị bà tám chuột rượt chạy tống giò luôn. Rồi có bắt được không chú? Làm sao bắt được? Ủa sao hay vậy? Dân chuyên nghiệp mà. À. Mới vừa nghe rượt rịch nó tụt cái rượt phóng qua mương liền. Phóng qua mương luôn. Không qua. Ê, trời ơi. Hụt giò cắm cái mỏ bên bờ bên kia. Máng cái hầm răng vô rễ dừa. Trời ơi, lại nhở bả lên. Nhìn bả không ra luôn. Ủa sao nhìn không ra? Y như con ma lè có một cái răng. Con ma lẹ có bộ cái răng chắc đẹp chứ lắm á. Rồi lúc đó thì sao chú? Ơi bà con thấy vậy tội nghiệp quá. Khiêm nó vô đẹp cạo gió đó chứ sao vậy? Ông nội, con ta gặp nạn ông kêu bác sĩ y sĩ lại trị bệnh cho ta. Nhưng mẹ ông cạo gió thì đang cỏ con ta thụng hết. Thôi nó chơi chút cho nó vui thôi. À giờ tình hình chú cháu mình gặp nhau sao nói nghe coi. Dắt đi vòng vòng nãy giờ tao quải mày. Trời ơi, bữa nay sân khấu tổ chức của Lý Thế Sơn. Ca sĩ nghệ sĩ thấy đông lắm. Bây giờ mình ở đây mình tổ chức mình chơi ăn uống xong chút xíu về bà về tập hai bước lần này kiếm cái quán nhậu bẻ cái lẩu chơi. Ờ vụ này tao phái á. Ra còn biết chú khoái cái gì chứ ăn nhậu là tao phái á. Con biết chú khoái quan trọng ngay trả tiền. Con biết chú khoái luôn đó, đó. Ê vụ này không phái em. Sao không phái? Vụ này mày với thằng Vũ Duy phái. Ở lý do tao nghe ảnh hưởng tới tiền người tao mà tí đỏ. Cái ông này mà không nhắc tới tiền bạc thôi là đau ruột tim không thầm không mày. Làm như lúc này bị bệnh tim thầm. Có vẻ hợp à. Đối với con một hai tiền vụ không thành vấn đề. Miễn sao chú làm cho con tâm phục khẩu phục con đã chú chào nhậu. Giờ ấy mày sao mày nói mẹ tiếng đó mày. Tao không nổ luôn á. Bây giờ con hỏi chú biết làm thơ không? Còn phải hỏi mày. Biết không? Thơ hay không? Thơ là sao đâu mà nói thử tao nghe ơi. Thơ cũng như giống như là mẹ ru con vậy đó. Thường thường ở dưới quê ta nói dưới dầu cầu dán đóng đinh cầu che lắc lẻo gặp gần khó đi. Ủa vậy là thơ đó. Thơ đó rồi chú trả lời sao cho nó suông là chú ăn tiền. Vậy đó không? Còn không là chú thua. Vậy đó không? Đúng. Rồi chơi luôn mày. Vậy em. Tao đâu có tè. Không tè nhắc lại nè. Chơi đi. Rồi nè. Dưới dầu cầu dán đóng đinh cầu che lắc lẻo gặp gần khó đi đáp. Khó đi không? Ừ. Khó đi tao dắt mày đi. À. Mày đi không được tao đi một mình. Đó có lý, có lý. Thơ là vậy đó, thơ là vậy đó. Được không? Được đó. Được chuyện làm luôn á. À, vậy á. Còn đổ chú đáp hồi sập chú thua nghe. Rồi mày nói được mày thôi á. Rồi rồi, đây, vậy nè. Vô bóng đi, vô bóng đi. Gió đưa bụi chuối sau hè. Ừ. Anh mê vợ bé, bỏ bè, có thơ đáp. Gió đưa, gió thổ bờ tre. Rồi sao, rồi sao? Vẫn chơi chút xíu, ai về có con. Ây trời ơi, má. Đứng lại chú. Đứng lại bỏ cửa lấy người hả? Có gì đâu bỏ cửa lấy người. Chú làm gì ghê vậy? Mình làm mình chịu bụng làm vợ chịu mặn gì ghê. Trời ơi vậy mà không ghê. Trời tao thấy cũng bình thường trong xã hội. Trời ơi ông làm cái chuyện lớn làm cho tôi ổn quyệt. Bỗng nói bình thường trong xã hội. Ở ngoài đừng bày đặt đánh trống lãng trong sùng bể vô đây. Cho suy nghĩ 5 phút coi. Ở đây chơi không có suy nghĩ. Quyết định luôn phải không? Quyết định, quyết định luôn. Cho ông câu này cho ông biết chơi nè. Bước chân vô quán đèn mờ. Ngồi gần gái đẹp không sợ là ngu. Bước à, căng quá bí rồi, bí rồi, bí rồi. Căng quá bí rồi. Ủa tao bí hồi nào á? À? Tao bí hồi nào tự nhiên không tao bí. Không bí thì trả lời. Trả lời, trả lời là không gì la. Ờ Việt Nam chiến thắng là la thôi. Tự nhiên la. Ô nãy bị mắt không la. Cái gì mắt không la?
vừa có mặt quý vị cô bác các em các anh ngồi đây phải không? Nếu chú đáp câu này thấy hay, thấy hợp tình hợp lý, bà con vỗ tay quan nghênh chú cái lần mình thua chịu không? Nếu tất cả bà con cô bác ở đây quan nghênh vỗ tay chú, con chấp nhận thua đó. Vậy không? Câu gì nói lại lần nữa, tao nghe kỹ, tao nghiên cứu à. Nghe kỹ nha. Bước chân vô quán đèn mờ, ngồi gần gái đẹp không sờ là ngu. Quá trời dẫn hàng quá. Cảm ơn. Làm lại lại, làm lại lại. Làm lại nè. Thầy nói tao chưa nghe vậy. Bước chân vô quán đèn mờ, ngồi gần gái đẹp không sờ là ngu. Thà rằng cắt tóc đi tu, ngồi quá tu hành, chớ ngồi gần gái đẹp ngu sao không sờ. Mày tưởng tao hay lúa hả? Đâu có dám nghĩ vậy chú. Tao cũng vô cổng mấy bạn rồi. Ông vô cổng rồi luôn mà chồng. Thôi sợ quá à. Chấp nhận thua ha. Chấp nhận. Vậy đi được chưa? Đi. Cánh gọn vậy thôi. Bà con phải chờ đợi ha. Ca sĩ còn nhiều. Tiểu Phẩm Hề đến đây chấm dứt. Cảm ơn quý vị bà con quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều.